châu Âu tập trung vào phục hồi kinh tế. Khi các thành viên Liên minh châu Âu gặp nhau để thảo luận về các biện pháp trừng phạt Nga, châu Âu cũng đã đạt được một thỏa thuận để hoàn tất Liên minh ngân hàng chờ đợi từ lâu. Dự thảo thỏa thuận vạch ra việc thiết lập một cơ quan mới với các quyền hạn đóng cửa các ngân hàng bị thua lỗ của khu vực đồng euro. Cơ quan này sẽ có một ngân quỹ 55 tỷ euro để trang trải cho các chi phí do các ngân hàng đóng góp và được xây dựng trong vòng 8 năm. Nhưng Liên minh châu Âu sẽ không cho thêm nếu không có đủ. Một trong những điểm yếu mà các giới chức hy vọng Liên minh ngân hàng có thể giải quyết đó là sự liên kết giữa các ngân hàng và rủi ro của quốc gia. Trong khi đó, Hy Lạp vẫn đang bị bao vây bởi các cuộc biểu tình, nhưng đã có những dấu hiệu tích cực ở đường chân trời. Chính phủ Hy Lạp đang xem xét kế hoạch quay trở lại thị trường trái phiếu toàn cầu sớm hơn dự kiến. Một quan chức cao cấp cho biết Athens đang xem xét việc huy động 2 tỷ euro với các trái phiếu 5 năm trong nửa đầu năm nay. Điều này được đưa ra sau khi các nhà cho vay quốc tế đồng ý giải ngân khoản cứu trợ kế tiếp, giúp làm tăng thêm sự tin tưởng của các nhà đầu tư. Nhưng một vài kinh tế gia vẫn chưa bị thuyết phục. Họ cho rằng tình hình tài chính của Hy Lạp vẫn chưa thực sự được cải thiện nhiều. Sự phục hồi của châu Âu dường như đang lan rộng, cho dù còn chậm chạp. Tăng trưởng trong quý thứ tư của khu vực đồng euro cho thấy một gia tăng khiêm tốn 0.3%, nhưng cũng là một sự khởi hành tích cực ra khỏi bóng tối của những năm gần đây. Thậm chí, ngay cả vấn đề Ukraine cũng đã không thể ngăn cản đà tăng trưởng. Rõ ràng là các nước châu Âu không muốn rơi vào một cuộc chiến. Trọng tâm chính của họ là phục hồi kinh tế, chứ không phải đối đầu Đông Tây, và họ đang làm mọi thứ để có thể giảm bớt căng thẳng. Vì vậy, các hình thức xử phạt mà họ đưa ra chẳng có ảnh hưởng gì. Nền kinh tế của Hy Lạp đã suy giảm 3.7% trong năm ngoái, tốt hơn so với dự kiến. Nhưng với tỷ lệ thất nghiệp vẫn còn đang ở mức cao kỷ lục 28%, Hy Lạp, giống như nhiều quốc gia của châu Âu, vẫn còn phải đối mặt với nhiều thách thức phía trước.